Xin chào các bạn nha. Đây là trại bên mình vừa lắp đặt xong tất cả thiết bị nha, sàn nội tròn ấy. Sàn này thì thoát phân rất là tốt nha. Đó. Đây là thế hệ mới nhất, sàn mới nhất, khắc phục tất cả các khuyết điểm của các sàn khác ấy. Không bị kẹt chân vịt. Những cái sàn vuông hoặc sàn ấy là rất hay bị kẹt chân vịt nha anh em. Sàn này thì lắp đặt rất dễ dàng nhá. Đó, tất cả các tấm đều được ráp lại với nhau trên một cái thanh la sắt. Đây, anh em xem ở mặt dưới nha. Mặt dưới ấy, anh em nhìn thấy la sắt chưa? Xây dựng lắp đặt cũng dễ dàng, mà đến lúc tháo ra vệ sinh hoặc là sửa chữa cũng rất là đơn giản luôn. Sàn được làm từ nhựa PP hoặc nhựa HDPE nhá. Rất chắc chắn. Công nhân chăm sóc vịt đi lại thoải mái luôn. Sàn bên mình sản xuất là nặng 2,3 cân nha, nặng nhất trên thị trường luôn. Khung sườn chắc chắn. Ngoài cung cấp sàn vịt thì bên mình còn nhận thi công tất cả các hạng mục trong trang trại vịt nha. Từ đường ăn này, đường uống này, đèn chiếu sáng này, và tất cả các thiết bị sưởi ấm liên quan đến trang trại vịt nhé. Quý khách mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên mình. Bên mình sẽ gửi báo giá đầy đủ và hợp lý nhất cho quý khách.